chúng ta còn xem cận cảnh của thằng lằn. Con diều này nó bay ở tầm thấp cho nên chúng ta có thể thấy cận cảnh nó luôn. Chuẩn bị thả con diều gấu này lên. Đây là di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, Đức Phổ Quảng Ngãi, Đầm Ân Khê Bãi Gọi. Ok, đây là toàn cảnh những con diều đang thả tại Đầm Ân Khê thuộc cái địa phận phường Phú Thạnh, thị xã Đức Phổ. Có rất là nhiều con diều khác nhau. Rồi, cận cảnh những chú diều rất là nhiều hình thù, rất đẹp. Đó, có nhiều diều con gấu, rồi nhiều hình thù. Wow, nguyên một cái bầu trời diều tại phường Phú Thạnh. Rất là nhiều diều. Ở đây có một điều đặc biệt là một bên là biển, rồi tới một cái gò cát và phía tây kia là Đầm Ân Khê. Wow, những con diều rất là đẹp, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều hình thù khác nhau. Rồi. Bị thả con diều gấu này lên. Này, những bạn nhỏ rất là thích. Tuyệt vời. Wow. Con diều khủng long chuẩn bị kéo lên. Đó, một con diều khủng long. Còn con diều này là hình thù gì đây không biết. Wow. Cái mùa này là cái đây là đợt thả diều, nhưng mà nếu mà chúng ta đi trúng với những cái dịp khác không có thả diều thì ở đây cũng là có một cái chuỗi du lịch rất là đặc biệt. Chúng ta có thể là du lịch khám phá Đầm Ân Khê, hoặc là chúng ta sẽ vô làng Gò Cỏ của phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Đây là một cái dịp mà rất là đặc biệt để người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng như những địa phương lân cận thưởng thức được những con diều rất là đặc biệt. Chúng ta có thể đọc được cái dòng chữ. Đây là di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, Đức Phổ Quảng Ngãi, Đầm Ân Khê Bãi Gọi. Ok. Biển ở đây rất là quang sơ nha mọi người. Biển trong và đẹp. Cái bãi biển này thì không có thuận lợi đi tắm, nhưng mà có thể là đi dã ngoại, đi chơi, khám phá. Rồi. Chúng ta chưa thấy con diều khủng long bay lên, chắc chờ một chút nữa thì diều khủng long sẽ bay lên. Cái nhà đây là một cái điểm hồi xưa là di chỉ khẩu cổ học văn hóa Sa Huỳnh. Còn xung quanh đây thì là một đồi cát mênh mông, có những cái cây dương liễu, và đặc biệt mỗi cây bản địa đó là cây dứa. Cây dứa thôi chỉ sống được cái vùng này. Con diều này nó bay ở tầm thấp cho nên chúng ta có thể thấy cận cảnh nó luôn. Đó, nó chưa bay lên cao mà nó ở tầm thấp thôi. Wow. Đó, đây, nó dài cũng khoảng 4-5 mét luôn mọi người. Đó, để quay xa xa một chút nữa để thấy toàn cảnh của nó. Wow, lần đầu tiên người dân Quảng Ngãi có một cái dịp để đi xem diều. Đông người lắm, càng trưa là càng đông. Chúng ta còn xem cận cảnh của thằng lằn. Lúc nãy mình nói khủng long nhưng không phải, đây là con thằng lằn. Đó, nguyên một thằng lằn rất là to. Đây, và có những con gọi là có những con sứa nữa, rất là nhiều thứ. Wow. Một cái khung cảnh rất là tuyệt vời mọi người.
kia là đầm An Khê nè. Ở dưới đó là có thuyền độc mộc. Năm nay thì tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rất là nhiều cái sự kiện, ví dụ như là đua thuyền trên đầm An Khê này, rồi lễ hội ẩm thực. Nói chung là ngành du lịch Quảng Ngãi cũng như là các cái ban ngành của Quảng Ngãi cũng địa phương đã quảng bá rất là nhiều về những cái giá trị của tự nhiên cũng như nhân tạo để mà phát triển du lịch của tỉnh nhà. Wow. Thì mọi người nhìn thấy thì ở đây nó có rất là nhiều, ở đây nó có rất là nhiều con diều khá là đặc biệt đó. Thì ở đây mọi người đã, họ thì bây giờ họ mới thả một con diều rất khá là to mọi người. Đó là con gì đó? Khủng long. Đây là một con diều khủng long. Đây là một con thằng lan hả? Ok, bạn có gì có thể giới thiệu cho mọi người? À, cũng như mọi người, bạn Tú Quyên đã nói thì đây là một lễ hội đại diều ở Đức Phổ. Okay. Và ở đây có rất là nhiều con diều từ nhỏ đến lớn. Và ở đây rất là tình đông đúc, nhưng mà hơi tiếc một xíu là người ta đã gần bị hết nữa rồi. Chứ đâu, hôm nay thì thời gian rất là căng thẳng. Bạn Tú Quyên, bạn cảm nhận như thế nào về cái lễ hội dịch thả diều này? Ở đây thì nó sẽ người ta họ sẽ thả những cái con vật giống như là những con Pikachu rồi Hello Kitty, chó sói, đặc biệt là những có những con rồng này nó rất là to. Đây mình thấy nhìn đây thì nó có mua đâu vậy? Vậy thì to nhất là con rồng mới thả này nha mọi người. Chúng ta lại xem cận cảnh thằng lằn nào. Đây cận cảnh của thằng lằn. Rồi, và trên bầu trời có rất là nhiều. Bạn Tú Quyên, bạn có thấy là cảnh tượng này lần đầu tiên chúng ta thấy hay là như thế nào? Cảm giác của bạn? Cảnh tượng này là cảnh tượng đầu tiên mà mình được thấy. Thì ở đây là người ta họ cho thả rất là nhiều những con diều lớn và ít những con diều nhỏ. Tại vì những con diều nhỏ là do mấy bạn đem theo, còn mấy con diều lớn là thả như con Ok rồi, như vậy là bạn Tú Quyên và bạn GTV đã giới thiệu cho chúng ta về những con diều ở đây. Hôm nay là lễ hội thả diều tại cái đầm An Khê, nhưng mà ở đang Thương Lan đang đi là ở địa phận xã Phú Thạnh nha mọi người. Bữa nay mà nếu mà chúng ta đi Gò Cỏ hoặc là đi cái bảo tàng hoặc là đi Gò Ma Vương thì nó rất là thuận tiện, tại vì nếu ở thành phố Quảng Ngãi mà đi vô trong này á, tới cái cổng chui đường sắt á, có cái đường rẽ xuống rất là tiện, chứ không phải đi vô trong đầm muối chạy xuống nữa, mà bây giờ có cái đường máy đi tiện lắm. Rồi, và bây giờ là đi qua cái đầm An Khê thì chúng ta thấy những con diều rất là đặc biệt, đẹp dễ sợ luôn. Đây. Wow, là những con diều nó to. Lần đầu tiên tại Quảng Ngãi mà có những con diều nó to to vật vã luôn trời ơi. Để mình zoom lên trời mình xem thử là những con diều nó to cỡ nào. Nhưng mà nhìn mắt thường thì thấy nó hấp dẫn hơn so với quay lại video mọi người. Đó. Bây giờ lên tới cái Gò Ma Vương rồi. Cái địa điểm mà di chỉ khẩu cổ. Wow. Đường ở đây thì nó cũng còn quan sơ. Cho nên là phải đi như thế này. Đó, bây giờ ra đây thấy những cái con diều nó gần hơn chút. Những con diều chuẩn bị thả lây. Ủa, nếu như Đắk Lắk có biển hồ thì Quảng Ngãi thì có đầm An Khê. Cái đầm An Khê mà nếu mà chúng ta có dẫn đánh máy mà khi ta vô đây là tự nhiên là người mình nó dịu nhẹ xuống. Đây, nghe sóng vỗ trong đầm. Xa xa thì chỉ những cái đoàn cò trắng nó bay vô cái qua thôn Phú Long, xã Phú Khánh và ra Cửa Lỡ. Đây. Vô đây thưởng thức cái gió của đầm An Khê không thôi là đã thấy cái người mình nó dễ dàng rồi. Thấy không?
ở đây thấy bà con địa phương đang ra ngồi tám chuyện cũng vui, rồi khách du lịch cũng ngồi đây luôn cũng vui đó. Và nhìn lên trời xem những con diều bay quá vui.